Demo cái map đây, hướng các bạn có cái hướng dẫn, cô đã up cái file hướng dẫn cho các bạn rồi đó nhá. Đây các bạn có cái hướng dẫn nào, ở trong cái link này. Đây các bạn làm theo các bước trong này thì là nó chạy đã tương đối dễ, nói chung là cấu hình thì không có gì khó ha. Nó chỉ vướng ở một cái chỗ là lấy cái API key á. Thì bạn nào mà API key nè, đấy thì trong Android nâng cao có hướng dẫn rồi, có hướng dẫn rồi thì các bạn có thể làm theo cái này ha. Đó rồi, ngoài ra cô gửi các bạn thêm cái này, thêm cái này, cái link này nè, đây cái link này. Thì trong cái link này á là nó sẽ hướng dẫn các bạn làm các cái chức năng của map. Ngoài khi các bạn view được cái map lên thì các bạn làm thêm một số chức năng khác, ví dụ như là đây cái view cái map thôi, cái này map view, làm cái marker, làm cái corner, cái marker là cái đánh dấu, cái corner, cái polygon, đúng không, polyline rồi circle, những cái này là những chức năng mà sau này các bạn làm thì nó là chức năng nâng cao. Còn các bạn làm đến marker, zoom out, zoom in là ok rồi ha. Rồi import cái này vào. Ok. Thì bây giờ đi cái hướng dẫn đã. Hướng dẫn đã. Thì đầu tiên là các bạn phải cài cái React Native Map nè. Đúng không ạ? Ok, các bạn copy cái này. Trừ C extract nữa. Ok. Đấy. To save là được rồi. Okay. Rồi. Cái này là build với iOS, đúng không ạ? Đấy, còn cái dưới là build với Android. Using Coca-Cola. Đây, cái này build với Android. Ok. Thì bây giờ cô copy cái này đã, cô Ctrl V đây đã, chạy ha. Enter cái chạy. Các bạn chờ ha. Thì trong lúc các bạn chờ nó chạy thì ta sẽ vào xem ta cấu hình thêm ha. Đây build nè. Với cái bản mà 0.59 hoặc thấp hơn thì ta phải định nghĩa thêm cái này ở trong cái Android setting gray. Đúng không? Đấy, và các bạn phải add cái dòng lệnh này vào dependency vào cái build gray app. Đúng không ạ? Còn với old version, nghĩa là tất cả các version thì các bạn phải thêm cái này. Thêm cái này vào. Đấy. Thì có cái thằng là đây có hai cái đứa này các bạn phải thêm vào, tại vì những cái này có sẵn. Đúng không? Cái này nó nằm ở trong cái build gray ở project. Đúng không? Xong rồi đó ha. Rồi bây giờ các bạn vào nè. Vào cái Android trời tôi mở cái gì phải bay ra coi hả? Rồi các bạn vào Android, các bạn vào cái build gray ở trong dưới Android nè, thư mục Android. Đây các bạn thấy chỗ này nè, nó có build tool version nè, bên SDK nè, compile nè, target nè, thì ta đang thiếu ba cái. Đúng không? Main target 4 cái, ta đang thiếu 3 cái thì ta copy nó vào. Support library các thứ. Ctrl C. Đúng không? Đây. Thì anh này nó support thì thường thường nó là bằng cái bản này hoặc thấp hơn. Cái play service version, xem nó gợi ý cái bản nào. Trời. Build
bản play service, các bạn coi cái bản của nó là lấy cái bản nào ha. Đây cái last version, search cái xem nó lấy cái bản nào. Thực ra là bản này á, các bạn chả nhớ nó là bản nào đâu. Đây play service version hiện tại là nó là 12.6 đúng không? Đây cho các bạn lấy là 12.6 chấm mấy đó là chấm 0 chẳng hạn. Là anh này Android Map Utility version, các bạn thử search xem nó ra cái bản nào. Map Utility version, đây thử coi nó lấy cái bản nào. Rồi nó xxx không, đây đây nó là 0.5 cộng đây service version của cái này nó là 17.0.0 à, phải không có cái đấy là nhiêu ta, 12 hả, 0.5 cộng nè, 0.5 cộng nè, còn cái này cô lấy là 17.0.0, sao cái version cô nó nhỏ xíu chưa. Ok được chưa, rồi xong cái này nhé. Rồi tiếp, các bạn có nghe ồn không? Không, nó ồn không? Cảnh như cô đập nhà, chắc cô phải mai phải di chuyển chỗ khác. Rồi tiếp là cái này là React Native Old Version à? Ồn. Mua nhà mới. Thôi, cô xin copy ông này để vào nè. C nè. Chưa? Vào app nè. Đợi view ở nhầm. View gray trong app nè. App nè, view gray nè. Đợi vào đây. Chưa? Đó. Ok. Chưa? Tiếp. Rồi cũng tiếp on version nè. Lấy cái key nè. Google Map API key nè. Thì để cách lấy cái này, cái key của cái này á, thì các bạn vào developer nè. Đây, vào đây. Ôi chà, cô back lại nha. Đây, các bạn vào cái này thì các bạn lấy key ha. Các bạn xem các bạn lấy key. À, vào cái console của nó các bạn cái key. Product. Trời ơi. Nó rần rần luôn. Ok, cô coi như chưa có, cô tạo project mới. Chưa, cô làm từ đầu. Trời ơi, dễ sợ thật. Thì nữa chắc phải đổi chỗ. Rồi, ta tạo project làm LT15305 demo ha. Đấy, cái này ok, cái nó create. Đây các bạn có thể chọn cái này hoặc là vào đây chọn cái của mình. Đây project, đây là project ID nè, 15305 ở đây dashboard, hoặc là các bạn vào đây các bạn chọn cái của mình. À đây rồi, ok được chưa, có rồi ha. Thì bây giờ các bạn phải enable cái activity nè. Các bạn enable cái Google API. Marketplace. Click
Có không? Cái này có không? Nó lốt chậm quá. Đây. Hoặc là các bạn chọn trực tiếp vào đây. Cái thằng enable cô chạy đâu mất tiêu rồi. API đây. Đấy. Nó lại mất mất tiêu đâu rồi. Dashboard view API đây, vào API nè, API service nè, vào dashboard nè. Ok. Vào API service nha, vào dashboard các bạn vào enable API and service ha. Rồi các bạn search cái API của mình, nhưng mà tại vì là nó nằm trên này rồi khỏi search. Bình thường nó nhiều lắm, các bạn có thể search search đầy được. Cô chọn cái map SDK for Android, các bạn làm iOS sẽ chọn tiếp cả bên này. Đấy, cái này map cho JavaScript thì bên này cô làm map cho Android ha, để lấy cái key của nó. Lúc mới thì nó chưa enable, các bạn bật lên, enable lên. Ok. Rồi các bạn chọn vào đây nè, credential nè, cha click vào đây. Rồi các bạn mới tạo nè, chọn create nè, credential nè, chọn API key nè, cha. Rồi đây cái key nó tạo ra đây. Các bạn có thể copy cái key này. Rồi ta sang bên này ha. Ta sang cái phần hướng dẫn nào. Thì ở đây các bạn copy cái đoạn này vào cái Android Manifest. Copy cái đoạn này vào Android Manifest. Ctrl C. Các bạn vào cái src. Chọn main. Chọn Android Manifest. Các bạn copy nó phía dưới cái app đó, metadata đây. Ok, đây các bạn copy cái key để vào đây, cái key khi nãy đấy, nhấn copy close, copy nó vào đây, Ctrl V là xong. Được chưa? Rồi tiếp cô tắt cái này đi nhá. Rồi bây giờ ta coi tiếp tục ha, lấy cái key. Rồi với anh mà version 5.9 0.59 xuống dưới thì ta cấu hình thêm cái này. React Native là Google Instant. Ok, xong được chưa? Rồi là cài xong. Thì bây giờ các bạn bây giờ các bạn muốn dùng cái Google Map, được chưa? Thì ta thêm cái đoạn code như sau. Đây. Map view. Ok. Đấy, chọn cô tạo một cái map demo ở đây ha. Đóng nó lại nè. Cô tạo một cái map demo ở đây ha. New file. Map demo.js. Ta import anh này vào, được chưa? Import anh này vào, Ctrl C, Ctrl V. Đấy, anh này bỏ luôn ha. Ok, anh này chưa dùng thì bỏ. Nếu không có các bạn dùng marker thì để vào đây ha, chưa dùng thì bỏ. Được chưa? Style sheet gì quá trời quá đất, style container absolute. Cái này là nó chậm chậm hả? Cái kia vậy? Chơi như kia vậy? Justify flex mode. Ok. Thôi, cái gì mà
tạp như vậy, cho nó full hết luôn đi, map 2 chấm style absolute view. Cái style này là nha, chứ nhìn thấy bây giờ như vậy. Rồi khoan, cái này là Google Provider, cái này là đây, bỏ này đi ha. Đó, region latitude nè, longitude nè, ok, dùng cái map view nè, chưa chạy thử ha. Map demo, ok, rồi clear view cái Gradle clean cho nó sạch sẽ. Đây hoặc các bạn vào đây các bạn coi code cũng được nhá. Đây code nó ở đây. Đây map view. Ok, map view. Được chưa? Đấy thì sử dụng cái map view. Đó, còn cái này là map view with region state. Get in initial state nè. Set state trong region, ok. Cái này là render list of marker nè. Tức là ta có nhiều cái marker nè. À, render marker with custom nè. Rồi render marker nè. Cô nào nè. Đấy, marker cô nào nè. Đấy. Ok. Marker draggable high overlay nhiều lắm. Cái này nó hỗ trợ các bạn rất là nhiều code. Các bạn có thể làm theo mấy cái code này. Đây. Đây map view tracking. Được chưa? Đó, trời. Rồi, quay lại cái này. Trên style map giống cũng giống như Android thôi. React viewer as marker, map viewer with anime API. Để các bạn vào mấy cái link này các bạn tham khảo thêm nhé. Polygon. Cái này dùng hiển thị mấy cái thửa được á nha. Mấy cái làm về đất đai, về cái land, về cái quy hoạch á. Đấy. Ngày xưa cô có một ông bà, ông chuyên làm bản đồ. Tự xây ra một cái tool cho mình luôn. Cái viết bằng C#. Mà cô thấy nó khó giá mà khó khủng khiếp. Từ xây một cái tool, một cái công cụ mà các bạn hiển thị bản đồ mà tách thửa rồi cái gì thửa mà làm cho bên chỗ Sở Tài nguyên Môi trường á. Ôi chua quá, cô nghĩ phẻ tí mém là làm cái dự án này luôn á. Đấy NPX React Native Run Android. Rồi còn coi cái marker. Đây của cái link này cũng được nè. Java Tutorial Point. Cái này anh này nó khác với Java Tutorial Point kia ha. Đấy, hướng dẫn các bạn làm cũng tương tự như vậy.
hướng dẫn cấu hình. Cái này thì có thêm phần hướng dẫn để lấy cái API key. Nhưng cái giao diện này nè, giao diện của cái Google Cloud Platform ngày xưa nó khác chút bây giờ. Tức là giao diện nó đổi rồi, giao diện nó thay đổi rồi. Đây. Đây, các bạn có thể lấy cái marker style map, map view, zoom enable, zoom control enable, chú đấy, enable hết mấy anh này. Okay. Tài Ngô Hậu. Sao còn có hai ba hay hai mấy người nó đâu hết trơn rồi ta? Lớp mình đi đâu hết rồi ta? Chạy chưa? Trời ơi sao chậm dữ vậy? Mà vắng mấy người ta. Ồ, ông này 5 năm rồi nè. Bình Bảo nè, hai ông này nè. Hai ông này khi nào cũng bảo đi 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 điểm danh đợt cuối cuối. Fail một bàn. Dinh fail à? Vâng, hai bàn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng rồi. Hai bàn này không điểm danh là fail. Rồi, tiếp chạy nhé. Lỗi nào.
ta? Fail. Fail to transform deck private and don't transform the runtime. Okay. Cannot exit 64k. Phải deck sao bảo lỗi phải deck. Issue developer Android tool build multi deck. Ai làm gì multi deck? Multi deck trời. No thanks. Rồi cô sửa lại cái thằng này xíu. Để nó enable hết mấy cái thằng kia luôn. Ủa, cô thiếu quá trời chứ ad vô nè mấy đứa. Quá trời quá đất. Ai. Đây. Quên. Quên ad luôn cái thằng quỷ này luôn. Đây. Ad thêm cái marker nhá. Không biết ad cái marker vào đây. Phải vào đây. Đó, ad cái marker vào đây. Xóa luôn. Đấy. Ok. Rồi, lại. Nếu nó bảo lỗi cái deck file thì để cô xóa luôn cái deck file của nó. Xóa luôn cái build. Thì sao lại phải là cái deck file? Click build rồi mà.
Ồ, nối tiếp. Từ. Rồi. Sao lại mantidec? Transform deck a kind with deck must for buck. Thế làm gì đâu mà bắt mà deck ta. Rồi à piu trở lại bàn lưu lại nó hơi chậm tí. Ai, sao lỗi? Sao lỗi? Cô ơi, cô làm như em nói rồi cô. Cô thấy cái dòng lệnh nó trong cái file V-Ray đó cô. Bill Ray hả? Dạ. Thêm dòng gì đâu em nói App, không? app, Android, app, Bill Ray. Đâu? Multi-deck, nghe bộ chú không? À, Multi-deck. À, ok. Rồi, ok. Nó nằm ở đâu nhỉ? Android, app. Android app Ok. Bill trong Gray. cái điệp điệp hậu con phích các con Ok. Ok. Của cậu Hinh kiểu kia thì lại không bị ma quỷ nên là bị để sau này các bạn dùng thêm cái phần nào ấy, thì các bạn add nó vào thôi. Bắc cờ đây
Đây cái link này nó có code sẵn cho các bạn luôn rồi, các bạn có thể tham khảo code của người ta luôn. Đây các bạn có thể tham khảo code của người ta luôn. Đúng không? Muốn làm phần nào thì làm phần đó. Đây tương đối đầy đủ. Cái link này tương đối đầy đủ luôn. Kỳ vậy? Hết lỗi rồi đó. Chờ xíu, start lại thôi. Khi nãy cô quên tắt cái kia. Giờ nó chạy á. Giờ là chắc chắn chạy luôn á. Ok. Rồi lỗi. Keep some glow. Sao lỗi vậy? Chờ cô tí nha. Cái
em bị demo file bay bị lỗi ha. Để đang coi để bị lỗi gì. Thường như lỗi à. Chạy lại cho nữa nha. Cô chạy kia sao cô chạy không có lỗi gì ha, không còn một cái lỗi nào luôn. Rồi coi nha. Ồ. Rồi lỗi. Ok. Ai à. Cái app của cô view bị lỗi. Lỗi. Nó không có lên. Ok. React Native Map. Cấu hình kiểu này nó tại sao lại không lên? Chạy thì không có lỗi. Rồi chờ xíu nha, cô cấu hình làm một chút xíu. Quay quay không, cô cấu hình đủ hết mà. Cô cấu hình đủ hết mà, có thiếu gì đâu. Bây giờ ta quay lại mấy cái file config nào. Lại nha, tắt cái này đi ha. Quay lại mấy cái config nào. Gray. Đây các version support. Cái này thì không vấn đề gì, cái này thực ra không thêm một cái gì nữa. Đúng rồi cô, vậy được rồi. Google Service cái này Này có thêm gì rồi cô? không thêm, Mấy cái đó thì không cần đâu cô. Mấy không cái implement mình để sẵn nó không cần đâu. cái này nó cho toàn bộ cái kia mà. Dạ, cái đó thì mình không cần thêm được. Tại vì nó kêu là nếu mình thêm ở chỗ file build đây kia, thêm mấy kia rồi không cần cái này nữa. Đâu cô coi lại cái Con hướng dễ dẫn gì nha. mới dám ăn. Coi lại cái hướng dẫn nào. If do not have to prescribe Ở place cái vacation. protect white bro thì là cái bên trên đó cô. Đó là cái mình vừa khai báo đó. Ok. Đó nên mình khai báo rồi, không cần cái bên dưới nữa. Là Rồi mình chỉ làm bước ok. 3.1 thôi. Vậy cái này cô có thể bỏ đi ha.
Và để ta dò xem em lỗi cái gì. Rồi. Rồi, sáng em làm thì từng đó thôi, bỏ mỗi file view đây rồi xong rồi. Rồi cái manifest thì ok rồi ha. Ok. Manifest là có bộ kia thứ gì. Đúng rồi. Ok. Rồi hết. Ủa chạy em nói trắng hay bị gì cơ? Không lỗi nhưng mà trắng. Nó báo lỗi gì? Ok. Cô Rồi. chạy lại thử coi. Sáng cấu hình kiểu kia thì nó chạy pha pha không được gì. Ok. Ủa cái server chạy đâu mất tiêu rồi ta? Thank you.
Bực nha, bực lắm rồi nha, bực lắm rồi nha. Cái này lần nữa Chạy hoài, bực lắm rồi đó, không được là xóa bill luôn á, mệt. cô đang lên cái đề án này thịt map hay là nó cảnh báo. Ok, lên rồi nhá. Lỗi không? Rồi, Hay ok. đó cô. Hả? Hết Lại lỗi được rồi. rồi. Ừ. Rồi, đấy, thì các bạn cài xong. Thì cái nào cũng chạy à? Chưa? Đấy. Cấu hình cái này các bạn cho maker vào. Đây. Cái chung của cô đâu mất tiêu rồi? Ủa? Có cái chung mà enable nó không lên trời. Đây nó có cái thằng này nè. Chung enable nè. Show user đây enable control enable nè. À, tại sao không lên mà cái thằng kia nó lên nha. Đây chạy cái thằng này demo file bay đây lt nè. Đây reason latitude longitude. Nó phải có cái server của thằng này. Sao lâu dữ vậy ta? Phải build rồi mà. Cái control đấy nó phải lên. Control này nó phải lên mới đúng. Tắt thằng này đi coi. Đấy nó lốt không có server là nó báo lỗi. Đây. Đây cái thằng này nha, cũng demo như vậy ha. Yeah.
Chờ con xíu nha. Đây demo các bạn lại coi thằng cứ phải demo lại. Cô đi mua cái cũ chạy lại cái cũ lúc sáng cô vừa chạy nhá. Mình có đang vấn đề gì à? Không zoom được hay sao cô? Nó không hiển thị cái zoom. Hiển thị cái zoom mà cô. Bình thường zoom là click double hay là vút là zoom mà cô? Không, nó có cái control của nó em. Cái thanh điều khiển nào không? À, nó cái nút điều khiển á. Nút điều khiển. Để cô chạy lên cho các bạn coi. Cái này nè. Cái này nè. À, chụp control. Ừ. Coi thử coi bên nào có. Zoom, zoom, zoom. Đây.
với cả map component. Control layer ấy sáng đi mua nó có mà bên này không có nó sao kỳ vậy em coi lại các zoom control của nó ở nào. Ủa đi mua thì có mà ta sao nhầm nhọt thêm trông tròn gì không. Thế là nó nhìn thấy cái control ở đây nè, cộng trừ ở đây nè. Đấy, cộng trừ ở đây. Thì ta. Nó là cái zoom control này nè, enable, zoom enable nè. Control. Rồi, cái đấy chắc check lại đi ha. Đây nè, map view nè. Region. Camera. Map. Custom show user location zoom control zoom enable nè zoom tab zoom control enable bullet two. Ok location thôi map type in map type đây cái này chỉ cho Android iOS là không có marker coi lại set cho nó ra cái zoom control nha các bạn. Cái này là phương thức get camera set camera. Đấy. Coi lại cô cái zoom control ha. Ok. Rồi. Vậy thôi.